Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình KD Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình đi chơi với dì và hai đứa em đi chơi game và ăn buffet ở một cái tiệm game, tiệm buffet cho trẻ em. Đó, hôm nay bây giờ mình đang ở trên một chiếc đu quay chơi cảm giác mạnh ở phía trong tiệm game, rất vui.